Và bây giờ là xét đấu thứ 5, đấu quyết định giữa Lê Minh Tuấn và Phạm Đức Huy. Một quả giá bóng hỏng của Lê Minh Tuấn. 0-1. Wow, rất là khỏe. Phía kia chúng ta nghe tiếng gào thét của Hoàng Xuân Sơn. Anh đang rất là phấn khích. Vướng là chết rồi. Mở đi anh. Mày lên chân ơi. Ok. Mừng quân cấp. Thành công tốt đẹp. Tỷ số đang là 4-2. Huy giao bóng. Wow, buồn quá. Đánh chàng. Hả? Chàng không, bình thường đấy anh ơi. 2-5, 5-2. Đổi số đi cho ông ta. Ờ, à, đúng rồi, 5-2. Đang báo xanh nữa kìa. Hả? Mới báo xanh đâu. Dũng kìa. 26. 36. Không, nó bố chỉ mang cái chân quả thôi, không vô được. 6-4, hai quả giá bóng, ăn điểm trực tiếp. Bảy bốn. Rất là căng ở bàn số 2 giữa Lê Minh Tuấn và Phạm Đức Huy. Tỷ số bây giờ là 7 đều. Chắc 5 và 7 đều. Bàn số 3 nữa kìa, bàn số 3 cũng căng lắm. 2 nhấp 5 xe bánh xe bánh. Bánh bánh xe hỏi xe nào. Pinlock 8 đều. Có anh Phương. Ồ, một quả giao bóng và chẳng không hề có sự chuẩn bị. 8-9. Vừa rồi chúng ta đã thấy Lê Minh Tuấn giơ dao phay lên và để chém một phát. 9 đều, xét thứ 5. Lê Đức, Phạm Đức Huy và Lê Minh Tuấn. Wow. Wow.
rất là căng thẳng. 9-10. Ôi ơi, một quả moi rất là ổn. 10 đều. Quá kịch tính. Ngăn nữa, hai ô ngăn nữa. Về anh quay lại tính điểm thôi, chứ không có vô vòng sau chỉ có gai. Rồi, quả giao bóng hỏng của Lê Minh Tuấn. Anh đã giao bóng hai quả hỏng trong set đấu thứ năm này. Thực là không thể chấp nhận được. Ban mình lộn không thể chấp nhận được luôn. Xét đấu quan trọng như thế mà lại giao bóng hỏng đi hai lần. Lợi giao Phạm Đức Huy 11-10. Và lại một trận hỏng. Trận đấu rất là căng thẳng và phần thắng cuối cùng đã nghiêng về tay vợt trẻ Phạm Đức Huy 3-2.